Thưa quý vị, với mong muốn mang lại cho du khách sự thân thiện gần gũi với môi trường, nhiều doanh nghiệp khu du lịch tại tỉnh Khánh Hòa đã vận dụng các vật liệu phế thải để sáng tạo nên những phòng nghỉ, ngôi nhà lưu trú cho du khách tham quan và nghỉ dưỡng khi đến với thành phố du lịch Nha Trang. Nằm ngay trung tâm thành phố Nha Trang, chủ nhân của nhà nghỉ C Casa đã xây dựng các phòng nghỉ từ những chiếc container cũ kết hợp với các vật liệu tái sử dụng, mang đến cho du khách một không gian gần gũi với thiên nhiên. Ý tưởng kiến trúc độc đáo này đã từng được đánh giá cao trên các tạp chí trong và ngoài nước. Những vỏ chai rượu cũng được chế tạo thành một ngôi nhà độc đáo tại khu du lịch đảo Khỉ trên vịnh Nha Phu. Ngôi nhà được làm từ 12.000 vỏ chai rượu và hàng ngàn mảnh san hô lớn nhỏ. Còn mái nhà thì được làm từ những vỏ hộp sữa mà du khách bỏ lại. Phòng nghỉ thì tất cả các vật dụng từ giường, tủ, bàn ghế cho tới kệ đựng đồ, kệ rửa mặt, tranh trang trí đều gắn liền với những lốp xe phế thải. Chi phí xây dựng các ngôi nhà tái chế tương đối rẻ, khoảng từ 70 đến 100 triệu đồng. Những ngôi nhà này như một tác phẩm nghệ thuật mà du khách vừa có thể tận hưởng kỳ nghỉ của mình, vừa tìm hiểu thêm về ý nghĩa của việc tái chế những vật liệu bỏ đi thành những món đồ hữu ích.